Ok, hello, hi, xin chào các bạn nhé. Mình tên là Máy Ảnh Lý Biêu đây. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc máy này nha. Đây là chiếc máy BNS Minolta Pico. Thì con này có một điểm hay đó là dùng lên 34mm f3.5. Thì con này mình cảm giác nó giống như là cái con Konica Big Mini đó các bạn. Mình cũng chưa có đánh giá xem như thế nào, nhưng mà mình cho xem trên mạng thì chất lượng hình ảnh của cái máy này rất là chỉnh chu, rất là ngon lành nha. Và cái thiết kế của nó nhỏ gọn giống như là Konica Big Mini các bạn. Nào, các bạn thấy không, hai cái máy nó bằng nhau thôi, nó không có gì khác nhau chừng á. Rồi đầu tiên thì mình hướng dẫn mọi người lắp pin nhé. Pin thì ở dưới này nha, mình lắp pin ở đây một viên pin CR123. Rồi sau đó khi mình lắp pin xong rồi thì chỉ việc mình nhấn nút mở nguồn thôi đó. Thì khi mở nguồn ra thì máy chụp ở chế độ là auto nha. Auto tức là khi mà ra ngoài trời nắng đủ ánh sáng thì nó sẽ không có mở đèn LED, nhưng mà vô bóng tối nó sẽ mở đèn LED. Giờ mình chụp thử nè. Đó, máy chụp ok, rất là ok, lấy nét cũng khá là nhanh. Rồi cái này là chế độ chống mắt đỏ nha, chế độ chống mắt đỏ à. Đó, nó chớp 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 mình chụp vậy đó. Mình ấn một tiếp nữa là chế độ luôn luôn mở đèn LED. Luôn luôn mở đèn LED là vô bóng tối hay ngoài trời nắng thì nó cũng mở đèn LED hết. Rồi nắng cái nữa là nó sẽ ra tắt đèn LED nha. Đó. Rồi. Đó là chế độ LED, còn đây là chụp hẹn giờ. Mình ấn cái nó sẽ 10 giây sau nó sẽ chụp nha. Rồi máy chụp xong rồi nha các bạn. Rồi thì máy chỉ có mấy cái nút đơn giản gì thôi, máy gọn nhẹ mà đơn giản, không có chỉnh gì hết. Ở đây nó còn một nút nữa là nút để tua phim về, khi mà các bạn chụp xong các bạn sẽ tua phim về ở đây nha. Rồi phía sau này sẽ có một cái nút, ba cái nút này để chỉnh ngày giờ và cũng như là thời gian. Rồi thì máy chỉ có nhiều chức năng thôi, rất là đơn giản, rất là gọn nhẹ nhưng mà chụp rất là đẹp nha các bạn. Đó, các bạn có thể vào trên các trang mạng để mà tìm ảnh chụp, ảnh test review của cái máy này nè. Thì mình có xem rồi, mình xem trên cái trang Instagram á, thì ở nước ngoài để chụp cái con này cũng khá là nhiều và chất lượng hình ảnh rất là đẹp nha. Thì con này nó có một cái tên khác nữa là tên Konica Riva nữa. Thì cái máy này là khá là gọn nhẹ, khá là ưng ý. Mình rất là thích những cái chiếc máy gọn như thế này ha, nó đơn giản, nó chụp rất là đẹp luôn. Rồi ok, thì mình đã hướng dẫn sơ lược về chiếc máy cho bạn rồi nha. Cảm ơn mọi người đã xem máy. Nếu thấy hay thì các bạn có thể ủng hộ mình, đồng thời là có thể xem trên cái trang bán hàng của mình, đừng có tên là Facebook Máy Ảnh Lý Biêu và trên trang Instagram Máy Ảnh Lý Biêu. Mình có đăng nhiều trên đó nha các bạn. Các bạn có thể vào trong đó xem để mà tìm cho mình một con máy ưng ý để... Rồi, video đến đây là hết nha. Chào các bạn.